ôi máy nó cũng không thèm đỏ nữa, cái đường tuần sau đó là sưng, cái bông da nó lên vậy đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị cũng đang hỏi em là nên dùng tiếp hay không á, chị còn vẫn gửi bạch hoa hồng của em thì chị dùng tiếp đó, chị chưa gửi tiếp đó, thì tiếp chai nữa đó, nhưng mà đều là thôi bây giờ là chị bôi bút hết lâu rồi, lần này chị cho nó bông thêm 2 lần nữa đi ha, cứ bôi sáng bôi chiều bôi cho nó bông thêm 2 lần nữa đi ha. Dạ. À, bông 2 lần nữa là 2, nó lặp đi lặp lại 2 lần ngày, chị ngưng muốn là bôi giữa mặt đêm, duy trì mặt đêm thôi. Dạ đúng rồi, để cho nó da nó đẹp. À, cái nám của chị là nó đều hết chưa chị? Nó đã hết hết đều chưa? Bây giờ nếu mà chị hiện giờ đỏ thì chị thấy nó không bình thường, nhưng mà đến ngày mai chị ngủ dậy là da nó không đỏ nữa, là chị thấy nó đều da hết. Dạ. Có nghĩa là cái bên vùng mắt của chị là ngày xưa là nám, mà nám nó chỗ đen nó đinh á, chỗ đen chỗ trắng vậy đó. Dạ. Mà nó đen kịch giống như là cái lọ nồi á, chứ không phải là chị đó thì nó không phải là đen ghê lắm, nó chỉ chụp vô hình thì nó sáng em thấy vậy á, nhưng mà bình thường bên ngoài á nó rộng. Nó đen ghê lắm, nhìn nó ghê, nhìn chị gớm á, nó phải khá là gớm luôn á. Mà bây giờ thì nhìn thấy nó nói chung là 75% là 80% là chị nhìn thấy da nó bông đều, mà nó không còn nám nữa. Dạ, chị dùng được mấy tháng rồi chị nhờ? Nói chung là chị rất là bất ngờ, tại vì em nói với chị là cái này của chị là chữa lâu lắm, nhưng mà giờ chị dùng bạch hoa hồng tới ngày nay là 1 tháng với 7 ngày. Là thấy da chị nó sáng hẳn như vậy, nên chị muốn hỏi em là giờ mình dùng thêm hoa liệu trình như thế nào, dừng hay sao đó. Dạ. Hỏi thăm á. Dạ. Còn về thuốc thì chị rất là tin tưởng thôi, chị không có sợ chưa. Ai hả, có thật kêu cái mặt của chị đỏ cháy vậy chứ, chị cứ yên tâm, em là yên chí, em dùng mấy năm nay rồi á. Dù chị nó đỏ cỡ nào em cũng không có ngán cái vụ này đâu. Dạ. Thuốc là em hết ly rồi, chị vẫn tuyên bố với khách là chị dùng bảy sơm 2 năm nay rồi á. Dạ. Cho nên là giờ cái mặt chị có sưng hít hay là có đỏ hay là nó có gì, chị vẫn không có một ý kiến gì á. Dạ. Vấn đề gì hết á, chị còn nói với những người chị em của mình sử dụng cái chị nè. Dạ. 1 tháng 7 ngày phải không chị? 1 tháng 7 ngày rồi đó. Dạ, mới 1 tháng 7 ngày mà có kết quả như vậy là quá tốt rồi chị ơi. 1 tháng 7 ngày mà giờ da chị đó không còn thể hiện tại là không thấy nám mờ nữa luôn, hết nám mờ luôn rồi. Quá mừng luôn. Chị, nếu mà bong da xong hết nữa nó còn nám, nó còn mờ nữa, lúc cái da trắng đẹp luôn á, sau đó mình dưỡng kem vô là cái da mình nó đẹp luôn á, nó căng bóng và nó trắng hồng đó. Thì chị cũng đang định là bây giờ chị cố gắng chị dùng thêm cho nó bông thêm 2 lần vậy nữa, cái chị nghĩ thuốc là chị chụp hình da cho em xem với hình cũ hình trước, xong bắt đầu là em tư vấn chị là dùng cái gì chị dùng cái đó. Còn nếu như không thì cứ duy trì thuốc ban đêm một lần ban ngày bôi kem chống nắng á. Dạ đúng rồi. Chị cứ dùng tiếp đi, khi nào bong da xong hết đó em lại hướng dẫn chị cách chăm sóc da vào ban ngày để cái da mình nó duy trì đẹp lâu. Khi nào xong hết cái chị chụp hình da chị hiện tại chị gửi cho em xem, chứ bây giờ nó đang bong mịn vẫy, nó đang đỏ đỏ á. Dạ. Nhưng mà lần chị dùng được một tháng á. Dạ. Là chị thấy cái nám nó vẫn còn, mỗi lần chị rửa mặt xong nó bong hết, xong cái nước lớp nám nó ẩm bên trong và em nó hơi đen đen á. Dạ. Nó vẫn còn, chị buồn ghê luôn, thì kêu chắc như chị chắc không chị được, chị hỏi em là có tiến triển không á. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó sáng hẳn lên rồi, chị cũng mừng, nói chung là vẫn mừng, nó vẫn đều màu. Hồi kia là hai bên cái má của chị đã đen kịt nha, còn dạ, hai bên cái mắt tai là nó trắng, hai bên cái mũi, cái mũi xuống cái càm á, là nó trắng, nhìn ghét lắm á. Dạ. Và bây giờ thấy nó đều rồi, mà giờ chị đang hỏi em là chị muốn bỏ thêm ít gì, thì dùng cái loại collagen nào mà em cảm thấy nó ổn thì chị cũng gửi luôn. Dạ, collagen tế bào gốc đó chị, bên em có collagen tế bào gốc á. Nhưng mà chị phải muốn dùng